Đại cá tân và anh ăn quả này chưa, ăn lần đầu. Tôi thì ăn quả này có bao nhiêu lần, để cắt cả đầu ngón tay mới ăn. Ê, món trắng miệng. Đâu phải miệng, hai vị. Hai vị hay nhầm. Tại em chưa có. Anh cảm thấy thế nào? Ngon. Tôi cảm thấy ngon. Có vẻ sang chảnh, biết ăn ngon. Ăn cái này là nhiều, có năng lượng 200% thì là mình ngon.